cảm ơn quý vị đã không rời mãi bây giờ những người việt của chúng ta ở quyết tâm ở lại Ukraine suy nghĩ vượt khó vượt khổ như thế nào ông Phạm Văn bằng là một trong số ít những người Việt Nam ở lại Ukraine trong một năm qua dù phải sống với những tiếng báo báo động, tránh bom và pháo kích hàng ngày của của nga đã tấn công. Tôi, đây là lời của ông Phạm Nhân Bằng, chúng tôi ghi nhận được. Tôi có công ty ở đây, nhân viên ở đây, sự nghiệp ở đây. Ông Bằng nói, người đã gắn bó cuộc đời của mình với đất nước Ukraine, thưa quý vị, gần 30 năm. Nói cho biết rằng ông nằm trong số khoảng 5-60 người Việt ở lại trụ ở thủ đô Kiev, tức là thủ đô của Ukraine, Chiến sự của Nga ở Ukraine đã gây thiệt hại cho cộng đồng người Việt trong một năm qua, theo ông bằng cũng là chủ tịch của cộng đồng Việt ở tại Kiev, ông này là chủ tịch cộng đồng người Việt Nam ở tại Kiev. Tuy nhiên, theo ông giờ đây dù gì vẫn nghe tiếng còi báo động hàng ngày vì chiến sự, ông và nhiều người Việt cũng như những người dân sống ở Kiev đã quen với điều đó ukraine sẽ chiến thắng bởi vì ukraine đang đứng lên để bảo vệ đất nước của mình còn quân xâm lược thì dứt định phải thua ông nghĩ theo đó là cái, cái niềm tin và có thể nói là cái kiên định lập trường của ông ở lại và ông tin rằng ukraine sẽ chiến thắng bởi vì đây là một cái cuốn kiệt cuộc chiến tranh chính đáng giữ nước giữ bờ giữ làng giữ xóm của mình là phải thắng và bên cạnh đó thì hầu như cả thế giới à, tự do dân chủ ủng hộ Ukraine. Còn Trung Cộng là phải thua bởi vì đi xâm lược nước ngơi Tôi với quý vị, nếu mà xâm được, lược được, giữ đất được, chứ không có giữ đất được, không có giữ dân được. Đó là cái, tinh, cái nguyên tắc của những cái nước xâm lăng. Ông Thiệp cũng có cái mong ước thấy ukraine chiến thắng gia đình ông sẽ trở về ngôi nhà của mình bây giờ hỏi coi đồng bào chúng ta cảm nghĩ như thế nào về người việt ở bắc ở nam ở trung cũng như là ở hải ngoại nghĩ như thế nào về cái cuộc nga xâm lược của ukraine thưa quý vị đại đa số Nói ra không được, biểu tình không được. Nhưng mà người nào cũng muốn rằng Ukraine phải thắng. Bởi vì đó là cái chân lý, cái chân lý, cái niềm tin và cái tư tưởng mà cả thế giới ủng hộ. một năm sau khi nga đưa quân sang xâm lược ukraine, nhiều nhiều người tỏ ý không đồng ý với thái độ thân nga của nhà nước Việt Nam, cộng sản Việt Nam thì như chúng tôi trình hồi hồi trước là lúc nào cũng tỏ ra ủng hộ nga. Thứ hai nữa vì ảnh hưởng của Trung Cộng, Trung Cộng thì tuyên bố ông Putin là cái người bạn cái bằng thiết thạch không có giới hạn của Trung Quốc. Thành ra Việt Nam Cộng sản thưa quý vị không bị hai cái cái trồng áp bức nên tỏ ra ủng hộ Nga. Suốt 4 3 lần mà Đại hội đồng Liên hiệp quốc chống Nga lên nghị quyết nghị, nghị quyết chống Nga thì Việt Nam thưa quý vị bỏ phiếu trắng. Không dám bỏ phiếu chống nhưng mà bỏ phiếu trắng, tức là coi như không có ý kiến đài ARFI của Pháp ngày 26 tháng 2 thưa quý vị chúng tôi có ghi lại đài này nhắc tại Việt Nam nhiều đại sứ và đại diện cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều nước Việt Nam cùng với đồng đông đảo người dân đã tham gia cuộc tuần hành đoàn kết yểm uh, trợ liên kết đồng đồng hành với Ukraine ở hồ Hoàng Kiếm trung tâm Hà Nội có làm nhưng mà bị thưa với quý vị bị có thể nói là cũng trấn áp khá nặng đại VOA ngày 22 tháng 2 cho biết một số người Việt dũng cảm phản đối động thái của Nga đối với Ukraine trong những ngày này một số người Việt có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội và đối với với đồng bào của mình ở trong nước tỏ ra thưa quý vị là có thể nói là chống nga ủng hộ ukraine khác chứ đường lối của đảng và nhà nước cộng sản đảng và nhà nước cộng sản có báo có đăng thì đăng có lợi cho nga chứ không có ít khi đăng những cái gì có lợi cho ông ukraine họ được xem là những người thưa quý vị không có báo người ở trong nước chỉ báo chí trong nước cộng sản Việt Nam là của đảng nhà nước người Việt không có chỗ để nói nên họ phải nói trên những trang mạng xã hội những cái người mà có nói thể nói là có cái tinh thần tốt tinh thần yếm trợ Ukraine thì nói trên trang mạng xã hội nhờ vậy mà chúng ta biết được một số ý kiến như thế nào ngay sau khi tổng thống nga công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine hôm 22 tháng 2 ông Ngô Quý Nhâm một nhà nghiên cứu và giảng viên lâu năm về kinh doanh quốc tế tỏ ra công phẫn với hành động của ông Putin. Ông ngâm viết trên Facebook mà cá nhân à, của ông, cái Facebook có, của, ông có 11 người theo dõi và ủng hộ. theo dõi. Cho ông Putin là một cái kẻ cướp nước với thủ đoạn bị bẩn thiểu hèn hạ. Ông bình, bình luận, nhà bình luận Dương Quốc có 555.000 người theo dõi cái trang mạng của ông cho ông Putin có những cái động thái leo thang rất là nguy hiểm và ngang nhiên vi phạm nguyên tắc bảo toàn lãnh thổ của một quốc gia láng giềng. Nữ tiến sĩ Khuất Tu Hồng, một nhà xã hội học từng du học ở hai nước Ukraine và Nga, nhắc lại kỷ niệm nè rằng hồi 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Cộng đánh Việt Nam nhiều người Ukraine xuống đường phản đối Trung Cộng giờ đây khi đất nước và người Ukraine vừa trong cảnh khổ lại vừa bị Nga đe dọa dạ, bắt đạt bà Hồng thấy bất bình và khẳng định không bao giờ ủng hộ cái thói mà con cá lớn nuốt con cá bé thưa quý vị nuốt được hay không là một chuyện khác cho tới bây giờ có thể nói trong một trăm sau một năm mà Ukraine dân nhân dân và chính quyền Ukraine thưa giúp quý vị đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào cũng như Hoa Kỳ và một 27 nước liên nhau làm tất cả những cái gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để yểm trợ Ukraine cho tới bây giờ nhiều cái phân tích của đài báo pháp mà chúng tôi ghi nhận được thưa với quý vị Ukraine đã trụ được trong khi ông Putin cái đế chế của ông Putin khó mà tồn tại trong cái cuộc chiến tranh này dâu Trung Cộng có yểm trợ ông thì thưa với quý vị ông cũng không thể nào chiếm được ông thông tính được nước Ukraine Ukraine đó là một cái điều mà báo chí hồi hôm qua chúng tôi theo dõi báo chí Pháp thì họ nói rõ rệt như vậy nghĩa là trong sau một năm chiến tranh rõ ràng Ukraine đã trụ được cho tới bây giờ đã trụ được và thưa với quý vị ông Putin cái chế độ cái đế chế của ông Putin khó mà tồn tại và cũng một cái dấu hiệu cho thấy chính Trung Cộng bây giờ lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ kêu gọi Ukraine kêu gọi Nga kêu cầu gọi cả Nga là phải tìm cái giải pháp ngoại giao để mà giải quyết cái vấn đề hòa đàm điều đó cho thấy rằng ông Tập Cận Bình thấy ông putin phía ông putin đã yếu nên muốn làm một cái người hòa giải để mà lấy lấy lòng thế giới nhưng mà được hay cái hòa giải này được hay không là một cái chuyện rất là khác anh em chúng tôi sẽ bình luận à, trình bày cùng quý vị trong một cái kỳ phân tích khác xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi tới giờ phút này và hẹn gặp quý vị trong những kỳ phân tích sau xin cảm ơn